Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn chiều hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2022 và trước mặt chúng ta đó là con đường Lê Văn Lương hướng về Nhà Bè. Sau lưng chúng ta là Lê Văn Lương hướng về Trần Xuân Soạn. Chiều nay thì em đang trên đường đi làm về, nhưng mà muốn để anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng qua khu vùng ven, nói ven chứ cũng không ven gì lắm, ở bên con đường Nguyễn Văn Linh, đại lộ Nguyễn Văn Linh, con đường Lê Văn Lương. Buổi tối bán rất là nhiều quán ăn này. Thấy đây có quán lẩu cá kèo, rồi đây có căn hộ cao ốc Minh Thành. Các căn hộ, các chung cư ở bên quận 7 này thì có giá trị rất là cao ha. Muốn không có căn nào mà dưới 3-4 tỷ, còn là 3-4 tỷ trở lên không ạ. Buổi tối ở con đường Lê Văn Lương này rất là nhộn nhịp. Chúng ta thấy các đông nhất là các quán ăn. Chiều nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi vòng ra con đường Nguyễn Văn Linh. Con đường Nguyễn Văn Linh là con đường hướng từ nối liền từ huyện Bình Chánh đến trung tâm Phú Mỹ Hưng ở quận 7. Thì mình sẽ đi con đường Lê Văn Lương này tới Nguyễn Văn Linh, mình sẽ quẹo phải để thấy hình ảnh trời chiều ở vùng ven Sài Gòn nó như thế nào. Đối với những con đường ở trong Sài Gòn này thì buổi chiều, buổi tối tấp nập những hàng ăn uống, thì ở vùng ven thì không biết như thế nào. Thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng. Do là mấy nay em có việc ở bên chi nhánh quận 7 của công ty nên thành ra hay đi lòng vòng các khu quận 7, quận 4, Nhà Bè. Rồi sẵn tiện trên đường đi thì quay chia sẻ cùng với chú anh chị những cái hình ảnh Sài Gòn ở các khu xóm, ở các con đường. Video clip ngày hôm nay thì không có thể theo lời yêu cầu của ai hết. Và hôm nay thì mình sẽ đi khám phá một vòng. Đây chúng ta thấy có hẻm 350 mấy nè, đường Lê Văn Lương ngay chỗ chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Hình như con hẻm này nó thông ra con đường gì đó mà em quên, lâu lắm mà không có đi vô khu này. Ở quận 7 này, ở khu vực này thì rất là ít xóm hẻm ha. Anh nhớ là ngày trước hay đi vô khu xóm nó đi ra con đường Lê Văn Lương, tại vì để tránh kẹt xe đó. Không nhớ là con hẻm nó đi đâu. Thì để có gì mời anh chị và các bạn đi khám phá sau. Đây là giao lộ Nguyễn Thị Thập, quẹo phải là qua khu Kim Lam. Đi vào khu Kim Lam và đi qua bên kia là khu Trung Sơn. Bạn đồng nhỏ cũng rất là quen thuộc với con đường này nè. Mỗi khi con đi con đường này là biết đi siêu thị Vivo City gì đó. Ở đây đi thẳng con đường này chút nữa là đến siêu thị Vivo City ở cổng sau. Siêu thị rất là lớn ở quận 7 này. Nó cũng giống như là Richard Moore vậy đó, nhưng mà ở đây lớn hơn, nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Còn Richard Moore thì nằm gần với đường Nguyễn Văn Linh, nhưng mà ở mặt tiền ở khu Hồ Bán Nguyệt. Cầu Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao rồi đó ha. Đây là cây cầu Rạch Bàn 1. Nếu mà anh chị và các bạn ở khu quận 7 Lê Văn Lương này
thì chắc có lẽ là hình dung là nhớ ra. Còn có nhiều cô chú anh chị ở các khu vực khác thì hôm nay mình đi cho biết thôi, chứ thực ra ở khu này vì có nhiều cô chú anh chị và các bạn chưa đi qua lần nào luôn á. Thôi chơi thôi, ở Sài Gòn ở khu này khu kia khu nọ nó như thế nào, tại vì những cái clip về đường phố này thì nó không có gì hấp dẫn, nó chỉ mang lại những cái thông tin cũng như những cái hình ảnh ở trên đường và đi qua những con đường này con đường kia thì mình biết được ở đó có gì thôi và ở đó như thế nào đó. Nó phù hợp cho nhiều anh chị có dự định mua nhà hay là thuê nhà, thuê mặt bằng, hay là mình biết được cái khu đó như thế nào, nghe nói khu đó người quen mình ở hay gì đó vậy không, thấy cái mỹ quan toàn cảnh ở đó. Con đường Lê Văn Lương này càng đi xa thì chúng ta sẽ càng xa Sài Gòn. Thì con đường này nó rất là dài, nó liền từ quận 7 đi qua tới Nhà Bè luôn, thẳng qua bên kia là khu Nhà Bè luôn đó ha, cầu Long Kiển, cầu Rạch Tôm rồi luôn đó. Ở đây ngoài những căn nhà mới xây thì có những căn nhà rất là lớn mà nó mang cái nét của ngày xưa, như là một ngôi nhà có vườn, có sân, có ba gian, như là nhà ba gian vậy đó. Đi tới chút nữa là mình sẽ có ngã rẽ, chúng ta sẽ quẹo con đường Nguyễn Văn Linh. Cũng rất là lâu rồi em không có đi ở khu này. Hôm nay quán gì đóng vậy? Lẩu Suka 39.000. Lẩu 39.000 nữa hả? Thật ra những cái món lẩu này thì ăn chơi cho vui. Chứ nhiều khi ăn không có giống như là không có đủ phê, do là những cái topping trong đó là những món như là cá viên chiên, ô cá viên, tôm viên, rồi những cái đồ viên á đông lạnh, đang cảm thấy cái vị của nó cũng được, nhưng mà nó không có mang lại nhiều cái sao ta, còn lại nhiều cái giá trị dinh dưỡng nên mình cảm thấy nó không có no. Tới đây không có đi thẳng được rồi, tới đây chỉ có quẹo phải, mà quẹo phải là đi ra Nguyễn Hữu Thọ luôn á, quành trở lại luôn á. Bây giờ ở đây đường ở đây khác rồi, chỉ có hướng quẹo trái thôi. Quẹo trái là đi ngang cổng sau của siêu thị Vivo City. Ở đây thì chúng ta thấy đường xá nó cũng khá là rộng, nhưng mà nó khá là tối, mặc dù ở khu này rất là đắt tiền. Ở bên trái chúng ta đó là một cái khu biệt thự ven con rạch Bàn một, lúc nãy mình vừa đi qua cái cầu Rạch Bàn đó. Những căn nhà trong đó rất là đẹp, nó cũng giống như căn nhà màu trắng trắng này nè. Nhưng mà trong đó thì tối lắm, cái mỹ quan ở đây chưa có, nó nhìn nó hơi là buồn. Phía bên cánh phải là đó là khu siêu thị Vivo City, đây là phía cổng sau, cái siêu thị rất là dài. Đây giống như khối gì đó, không biết là sao mà mình nhìn thấy nó mờ mờ, không hiểu, không biết khối là khối gì, có lẽ là khối bụi đó. Khối bụi của những cái
cái máy lạnh, hệ thống máy lạnh thổi hơi nóng ra đó. Ở nhà đây rất là đẹp, nhưng mà được mấy căn mặt tiền thôi, còn phía trong phía sau thì nó buồn lắm, nó chỉ để ở thôi chứ không có, không có buôn bán hay cho thuê gì được. Đi bên kia là khu Garden Sky Garden, là khu căn hộ bên phố Mỹ Hưng rồi đó. Ở đây mình sẽ quẹo phải nha, quẹo phải đi một vòng, cái siêu thị Vivo City để ra con đường Nguyễn Văn Linh. À, bây giờ Sài Gòn cũng hơn hơn 6 giờ rồi. À, dạo này trời mau tối. À, cũng gần tới tháng 10 nữa ha. Nên tháng 10 chưa cười đã tối. À, tháng 5 chưa nằm đã sáng. À, đây mặt tiền của siêu thị nè. À, siêu thị bên trong thì rất là đẹp ha. Không thua gì Vincom, cũng không thua gì Takashimaya, cũng không thua gì Christian Mall. Rất lớn, mặt tiền rất là lớn, rất là dài. Chúng ta tới đây mình sẽ quẹo phải con đường Nguyễn Văn Linh. Trước mặt chúng ta đó là con đường Nguyễn Văn Linh, nối liền từ đông sang tây của Sài Gòn luôn. Nhưng mà con đường này ở bên phía nam Sài Gòn. Mình sẽ quẹo phải. Ở đây thì không được quẹo trái ha. Đây con đường phía bên đây một chiều. Nếu mà quẹo trái thì phải qua tới ngã tư đằng kia. Nhìn lại toàn cảnh cái siêu thị. Đây rồi cũng không thấy được tại vì vướng những cái cây đây à. Mình sẽ đi một vòng con đường Nguyễn Văn Linh này đi ra tới Him Lam. Ở Trung Sơn mình sẽ quẹo lại ha, còn đi thẳng cuối đường luôn là đi tới cao tốc luôn á, cao tốc Sài Gòn Trung Lương luôn á. Đó, con đường này cũng được xem là con đường ven Sài Gòn, con đường ở khu Nam Sài Gòn, nó giáp giữa quận 7 và Bình Chánh. Đi tới chút là Bình Chánh nè. Ở đây vẫn còn là phường Tân Phong ha, phường Tân Phong quận 7. Đó, xe hết xăng rồi. Đó, mua đỡ 1 lít. 1 lít chắc bán 40.000 quá. Có giá 35.000. Mình đi thẳng qua bên kia luôn nha. Đây quẹo phải là con đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua cầu Kinh Tẻ đó. Nhưng mà mình nay mình sẽ đi
con đường ven Sài Gòn thôi, đi để thấy cuộc sống ở khu con đường ven Sài Gòn này nó như thế nào. Đối với con đường này thì đa phần là đường xe chạy. Mình thấy ở bên trái là rất là nhiều xe container, xe du lịch. Rồi cái làng bên trong đây là xe máy. Do đường container, do đường Nguyễn Văn Linh này đang làm á, nên ra nhiều phân làng ở đây cũng hơi là lộn xộn. Nên nếu mà đi con đường Nguyễn Văn Linh mà bằng xe hơi thì cũng hơi là nguy hiểm. Còn bên cánh phải thì là khu đất trống và đi ngang qua một ngôi trường cũng rất là lớn, đó là trường quốc tế RMIT MIT. Mấy bữa mình đi con rạch ông nè, phía bên đây là phía con rạch ông, đi ra cầu rạch ông. Hôm bữa mình đi gần tới đây nè, ở dưới ngay cây cầu xanh xanh đó ha. Phía sau đây là trường Tôn Đức Thắng nè. Đây là cầu, như là cầu ông Thình, đây là cầu ông Thình thì phải á. Cầu rất là lớn, bên kia có một chiều nữa, một chiều vô. Chiều này là chiều ra khỏi Sài Gòn. Trường quốc tế nè, trường rất là lớn. Mỗi khi tới khu vực này thì là nhớ câu chuyện, nhớ kỷ niệm ngày xưa. Rồi hồi đó thời sinh viên đi về quê bằng xe máy, đi ra con đường Nguyễn Văn Linh để đi ra quốc lộ 1. Rồi đi về quê cho nó tiện, thay vì đi ra xa cảng miền Tây thì đi ở phía Nam Sài Gòn này luôn. Thì xuống dốc cầu, ngay dốc cầu này nè, bỗng dưng xe nó bị chết máy và bốc khói do chập dây điện, chút nữa là cháy xe luôn à. Lúc đó ở bên cặp con đường nó có một cái con rạch, nó lấy nón bảo hiểm xuống đây để múc nước tạt vô đó, rồi xong nhờ người ta đẩy xe về lại, coi như là chuyến về quê quản lại. Tưởng chừng như là cháy luôn chiếc xe rồi, nhưng mà hên là dập tắt được. Ở đây có cái trạm thu phí nè. Hình như qua cái trạm này là 10.000 thì phải. Lâu quá không có đi con đường này. Lúc mà xe bốc khói nhìn thấy bỏ chạy liền, sợ nó nổ. Tại vì chiếc bốc khói ngay bình xăng đó. Là có người đi đường, người ta la lên mình mới biết rồi, mấy là bắt đầu xử lý. Ở trường lớn ghê chứ, có sân sân vận động, rồi có khu này là chắc là thư viện đó. Rồi giờ tối quá mình nhìn thấy không rõ. Nói chung là cái diện tích của ngôi trường này rất là lớn. Ngày trước ở đây có một cái sân banh ở ngoài trời nữa đó. Ở đa phần con đường này phía bên cánh phải là đất trống và khu trường học. Ở bên kia thì có một khu nhà. Đi qua cầu này là mình tới khu Trung Sơn nè. Cầu lớn rồi ha. Quá trời lớn.
Ở con đường này ngày xưa là được mở ra để dẫn vào khu phố Mỹ Hưng đó. Rồi sau này phát triển thêm đi qua cầu Phú Mỹ luôn. Ở đây có một rạch. À nếu em nhầm, rạch này mới là rạch Ông nè, rạch lớn nè. Thẳng hướng này là cầu rạch Ông nè. Ở phía bên đây là khu Trung Sơn đây. Có rất nhiều chung cư cũng như là rất nhiều những cái biệt thự. Trời chiều ở vùng ven thì mình nhìn thấy cái khung cảnh nó khá là buồn ha. Ở kế bên khu khu nhà giàu thì ở đây có một khu giống như là khu nhà vườn á. Ở đây vườn Mai Trung Sơn. Đó, có cà phê. Những nhà tôn ở đây. À, rồi những cái vườn cây, có cây chuối, cây cốc. À, có con đường nhỏ nhỏ trong khu xóm. Chắc có lẽ là khu này quy hoạch chưa hết hay là người ta không chịu gì đó. Nên còn lại một phần. Chứ thôi là nó chung luôn với khu Trung Sơn luôn à. Đó, em nhìn xuống nè, không biết có phải hay không ha. Những dãy nhà tôn giống như nhà kho vậy đó. Hay là khu đất trống để người ta trồng cây cũng không chừng. Người ta làm nhà tạm vậy thôi. Đó, đi thẳng là đi ra quốc lộ 1 luôn, cái lộ đẩy hàng đó ha. À, rồi mình quẹo phải con đường số 9A đi ngang trung tâm Trung Sơn. Đó, khu xóm mình vừa nhìn lên trên xuống nè. À, đây có bún bò, hủ tiếu gõ. À, con đường Nguyễn Văn Linh cũng là con đường ngày xưa em hay đi về quê và cũng là con đường từ dưới quê lên. Đi vô tới đây quẹo quẹo vô khu Trung Sơn này rồi mới đi qua bên quận 8. Ngày trước thì chưa có cầu Him Lam. À, ngày nay có cầu Him Lam rồi đi qua cầu Him Lam rồi qua cầu Kinh Tế qua quận 4 rồi tới nhà. Ở bên khu Trung Sơn này, phía bên cánh trái là những cái căn hộ. Rồi phía bên cánh phải là những ngôi nhà mà giống như người ta mua để đầu tư thôi. Mua để đó, rồi trong quá trình chờ giá lên thì người ta cho thuê. Ở đây thì chúng ta thấy có cho thuê khách sạn, ngân hàng, quán ăn, nhưng mà đa phần là cho thuê khách sạn ha. Khách sạn kiểu 1 giờ. Quán ăn Tấn Beo, Hoài Linh gì cũng bên đây, có quán bên đây nhưng mà hình như là dẹp rồi. Ở đây, những quán ở đây thì người ta giống như là vùng ven mướn những căn nhà lớn thế này, giá trị nó cao, người ta trang trải không có nổi. Nhất là trong cái lúc đại dịch coi như là trống trải trơ trọi luôn á. Họ quẹo vô một con đường đó anh chị và các bạn thấy khu này nhiều khách sạn thế nào ha. Nên là quẹo phải con đường mang tên là đường số 10 đi. Đó, khách sạn 1 giờ 40 ngàn, 2 giờ 50 ngàn,
nói chung là giá rất là rẻ, đủ giá hết á. Khách sạn có ghế tình để dùng giá khác, có nước suối, có smart TV giá khác. Em chạy lòng vòng như đây thì nó tưởng đâu là anh đặt phòng rồi. Tại trong đây đa phần là khách sạn không ạ. Chính là con đường 9A lúc nãy đó. Còn những con đường này là con đường phụ bên trong. Đó, trục đường chính thì có nhánh trái, nhánh phải. Đó, đi ngang những khách sạn. Quá trời. Đó, khách sạn 4 mùa nè. 2 giờ 50, 3 giờ 70. Như là nguyên cái dãy này là khách sạn luôn á, quá trời luôn. Rồi thôi, chắc video clip ngày hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn ảnh ở con đường ven Sài Gòn, gửi cô chú anh chị và các bạn để mình thấy được cuộc sống ở Sài Gòn trời chiều ở khu Bình Chánh nó như thế nào ha. Một lần nữa xin chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.